Chị gái Đặng Thu Thảo, Tố Thủy Tiên mua giải Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021, cộng đồng mạng bức xúc. Việc tung tin đồn Thủy Tiên mua giải 3,5 tỷ khiến chị gái Đặng Thu Thảo hứng chịu sự thịnh nộ của cộng đồng mạng. Sau khi ngôi vị Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2021 xướng tên đại diện Việt Nam, mạng xã hội tràn ngập những lời hân hoan chúc mừng, bày tỏ niềm tự hào đối với chiến thắng của Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Thế nhưng đi ngược lại hoàn toàn với đám đông, chị gái của Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo lại công khai đăng đàn tố cáo Thủy Tiên mua giải. Một vòng luẩn quẩn mua giải, cứ mua trước rồi tính đường giật sau. Tôi nói rồi nên tôi không có gì là ngạc nhiên cả, chị gái Đặng Thu Thảo viết. Cùng với đó, cô đăng tải bài viết của một người khác từ 4 ngày trước, nói về việc Việt Nam sắp có Hoa hậu tầm cỡ thế giới. Nội dung bài viết đó như sau: Việt Nam sắp có Hoa hậu quốc tế của một cuộc thi bự bên Thái Lan, đồng thời tiết lộ số tiền bỏ ra mua giải là 3,5 tỷ. Trước động thái này của chị gái Đặng Thu Thảo, cộng đồng mạng đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Theo đại đa số ý kiến của dân mạng thì chiến thắng của Thủy Tiên trong đêm chung kết tuy có bất ngờ nhưng lại thuyết phục. Không chỉ thể hiện bản thân rất nổi bật và ấn tượng trong suốt hành trình cuộc thi, đêm chung kết Thủy Tiên còn tỏa sáng trong phần hùng biện đầy tự tin, cảm xúc. Không những vậy, thần thái rạng rỡ, sự tự tin của Thủy Tiên trên sân khấu cũng là điều có thể dễ dàng nhìn thấy được. Trong giây phút hồi hộp chờ đợi ngôi vị Hoa hậu được xướng lên, mọi người cũng có thể nghe thấy hai chữ Việt Nam được khán giả có mặt tại sân khấu hô vang rất nhiều. Điều đó chứng tỏ Thủy Tiên đã chiếm được cảm tình của đông đảo mọi người, chứ không chỉ riêng khán giả Việt Nam. Bạn ấy rất tự tin, rất giỏi, xứng đáng, nói tiếng Anh, tiếng Thái với một thần thái quá đỉnh. Tự hào phụ nữ Việt Nam, còn bà nghĩ mua được thì bà đi thi đi mà mua. Dễ mua vậy mà nghĩ đến được tay Việt Nam mua đó. Mua được đến đâu đến lượt Việt Nam, tài ghê, toàn người mình đi hại mình thôi. Sân si vậy nên có được đi thi quốc tế đâu. Người ta trả lời ứng xử hay và thông minh vậy, xứng đáng rồi, ghen tị hả bà? Nếu dễ mua vậy thì mua hộ cho em cái giải của chị Đỗ Hà và chị Kim Duyên với ạ? Là những bình luận của dân mạng.